Vụ việc một bé trai bị bỏ quên trên xe dẫn đến tử vong vào ngày hôm qua đang gây ra một làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Trước rất nhiều những thông tin gây nhiễu thì ngày hôm nay, S-Channel xin được tổng hợp lại những thông tin chính thức của sự việc. Theo đó, một học sinh lớp 1 trường Gateway tử vong trên ô tô đón học sinh của trường. Nguyên nhân ban đầu được nhà trường thừa nhận là do em bị bỏ quên trên xe. Các mốc thời gian của sự việc như sau. Khoảng 6 giờ ngày 6 tháng 8, tài xế Doãn Quý Phiến điều khiển xe ô tô từ bãi gửi xe ở khu vực trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến đón chị Nguyễn Bích Quy, nhân viên đưa đón học sinh của trường tiểu học Gateway. Khoảng 6 giờ 55 phút, xe đã đón cháu LHL 6 tuổi tại điểm đón tòa nhà Trung Yên Plaza số 1 phố Trung Hòa. Đây là buổi thứ hai bé L học tại ngôi trường này. Khi học sinh lên hết xe, chị Nguyễn Bích Quy đã kiểm số lượng có 13 học sinh trên xe. Lúc này học sinh LHL ngồi ở hàng ghế cuối cùng trên xe. Tại cổng trường khi dừng xe, có hai học sinh đi học ngày đầu tiên khóc rất nhiều nên chị Quy đã đưa hai cháu vào trường và lên phòng ăn. Chị Quy không kiểm tra và không đếm lại số lượng học sinh rời xe. Trên tài liệu bàn giao với nhà trường khi trả học sinh từ chị Quy ghi nhận không có vấn đề gì xảy ra. Trên lớp, cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Thủy phụ trách lớp 1 Tokyo điểm danh học sinh vào lúc 7 giờ 50 và đã nhập thông tin vào phần mềm Sycamore có một học sinh vắng mặt. Nhà trường đã không liên lạc với phụ huynh học sinh để trao đổi về việc học sinh vắng mặt. Đến khoảng 16 giờ, trong quá trình đưa trả học sinh về gia đình, chị Quy đã phát hiện học sinh LHL đang nằm dưới sàn bất tỉnh phía sau ghế lái nên đã hô hào mọi người đến cấp cứu. Như vậy, cháu bé đã ở trên xe từ 7 giờ sáng đến 16 giờ chiều. Một cán bộ của nhà trường đã nhanh chóng đưa cháu vào phòng y tế của nhà trường. Hai nhân viên y tế đã nhanh chóng làm các biện pháp sơ cấp cứu, đồng thời liên lạc với phụ huynh học sinh và gọi 115. Cán bộ nhà trường đã đưa học sinh tới bệnh viện E cấp cứu. Tại bệnh viện E, các bác sĩ đã thực hiện các biện pháp cấp cứu nhưng cháu đã không qua khỏi. Trưa nay ngày 7 tháng 8, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy, Hà Nội tổ chức họp báo về vụ việc. Được biết, cơ quan công an đã khởi tố vụ án để điều tra. Quay trở lại những thông tin xoay quanh vụ việc, phụ huynh bé L cho biết đến 16 giờ ngày 6 tháng 8, vợ anh Sơn nhận được tin báo của giáo viên chủ nhiệm lớp của con, nói rằng không thấy con đâu. Từ chỗ làm tức tốc đến trường, vợ chồng anh Sơn nhận được những câu trả lời của giáo viên. Hôm nay bé không đến lớp, không biết bé L đi đâu. Sau khi vợ chồng tôi chia nhau tức tốc đi tìm con, thì nhà trường báo là con ngủ quên trên xe ô tô và đang được cấp cứu tại bệnh viện E. Chúng tôi vào đến nơi thì con đã tử vong rồi. Và đến thời điểm hiện tại, qua biên bản viết tay và thông cáo báo chí cho thấy việc em L không đến lớp có được thông báo trên hệ thống quản trị của nhà trường. Trên báo Tiền Phong có đưa tin rằng bà Trần Thị Hồng Hạnh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhà trường cho biết giáo viên kiểm soát sáng nay có báo cháu L không đến lớp, nhưng do giáo viên phụ trách gọi điện cho các phụ huynh lại nghỉ phép nên đã xảy ra bất cẩn nghiêm trọng này. Nếu thực sự là như vậy thì quy trình quốc tế này có phải là đang quá lỏng lẻo rồi không? Một người không đi làm, thế là hệ thống mắt xích sụp đổ dễ dàng, tại sao nghỉ lại không có người thay thế? Ông Lê Gia Thanh, bác ruột của cháu L bức xúc cho hay, việc tài xế lái xe nhà trường bỏ quên cháu ông trên xe là việc vô cùng tắc trách và cơ quan chức năng cần phải xử lý nghiêm minh. Ông Thanh cho hay, hiện phía nhà trường mới chỉ nhận bỏ quên cháu L trên xe. Một trường quốc tế lớn, trên chiếc xe ô tô 16 chỗ chỉ có hơn 10 người trên xe nhưng lại để quên cháu tôi là một điều không thể nào chấp nhận được. Đáng nhẽ khi thấy cháu bé không đến lớp thì nhà trường phải thông báo cho gia đình biết, nhưng trường đã không làm việc này. Ông Thanh bức xúc nói. Anh Trịnh Nhật Minh, cậu của nạn nhân cho biết, việc nhà trường nói cháu tôi bị ngất đi và khi phát hiện trên xe cháu vẫn thở, mạch vẫn còn đập là không đúng. Trích xuất từ hình ảnh camera an ninh cho thấy, khi được bế từ xe vào, người cháu đã cứng rồi. Đây là video khoảnh khắc phát hiện học sinh lớp 1 trường quốc tế Gateway trong xe. Khi một bệnh nhân bị suy hô hấp, suy tuần hoàn, có nghĩa mạch vẫn đập và thở yếu, thì người không thể thẳng đuột ra như thế được. Vì vậy, việc nhà trường có thông báo là đã sơ cứu phải chăng chỉ là có lệ. Tại phòng cấp cứu, bác sĩ cũng có kết luận cháu tôi tử vong ngoại viện. Bên cạnh đó, người cậu của bé L cũng đưa ra nghi vấn. Theo lời kể của mẹ và dì thì lúc đi học cháu mặc áo màu đỏ, nhưng khi trích xuất camera lúc được bế từ xe vào trường thì lại mặc áo màu trắng, không biết cháu bị làm sao. Anh Minh cho hay, L là một đứa trẻ rất thông minh và lanh lợi. Nhà cháu cũng có xe riêng nên cháu thường xuyên nghịch trên xe. Với xe 16 chỗ, nếu ở ghế lái hoặc ghế phụ, sức trẻ con vẫn có thể mở cửa được từ bên trong. Do vậy, gia đình chúng tôi rất băn khoăn và mong muốn cơ quan chức năng sớm có kết luận chính xác. Anh Minh nói. Từ tối ngày hôm qua đến ngày hôm nay, có lan truyền hình ảnh được cho là phòng y tế của trường có rất nhiều giấy thấm máu. Mọi người băn khoăn liệu cháu bé có bị tổn thương bên ngoài hay không? Trước câu hỏi này, trong buổi họp báo sáng nay, đại diện cơ quan điều tra cho biết đây là thông tin ban đầu. Tất cả các thông tin sẽ có quy trình giải quyết. Khi có đầy đủ kết quả, sẽ trả lời câu hỏi của các cơ quan báo chí nhanh và đầy đủ. Các ý kiến sẽ được tiếp thu xử lý trong quá trình điều tra. Bà Trần Thị Hồng Hạnh xác nhận sự việc cho biết. Bà nhận được tin báo cháu bé tử vong vào khoảng 17 giờ cùng ngày. Bà Hạnh nhận trách nhiệm về phía nhà trường khi trong buổi sáng nay cháu L không đến trường, cô giáo chủ nhiệm không thông báo cho gia đình biết. Theo bà Hạnh, trong những lần trước đó, khi học sinh vắng mặt, nhà trường đều có trách nhiệm thông báo cho gia đình.
Tuy nhiên, trường hợp cháu L trong ngày hôm nay là một thiếu sót. Liên hệ bà Dương Thị Hoài Anh, hiệu trưởng trường quốc tế Gateway cho biết, bà đang bị bệnh điều trị ở bệnh viện nhiều tháng nay nên khi xảy ra sự việc bà chưa nắm được thông tin cụ thể. Cũng theo bà Hoài Anh, hiện ban giám đốc yêu cầu làm tờ trình, tuy nhiên lâu nay bà chỉ được thuê làm chuyên môn ở trường, sắp tới bà cũng xin nghỉ việc ở đây. Sau sự việc đau lòng kể trên, các trường có dịch vụ đưa đón học sinh đã ra cảnh báo nhắc nhở chính mình để câu chuyện này không còn tái diễn, trong đó có hệ thống trường Marie Curie Hà Nội. Sáng ngày 7 tháng 8, việc học tập tại trường phổ thông liên cấp quốc tế Gateway Dịch vọng Hà Nội vẫn diễn ra bình thường. Không ít phụ huynh chia sẻ lo ngại của mình về dịch vụ đưa đón của nhà trường, cho biết có thể sẽ chuyển con mình sang tại một trường học khác. Trên thế giới thì việc trẻ em bị bỏ quên trong xe hơi là một thảm kịch đáng báo động. Vào năm ngoái thì đã có 52 trẻ em từ 7 tuần tuổi đến 11 tuổi bị bỏ quên trong xe hơi dẫn đến tử vong. Và từ năm 1998 thì có hơn 800 trẻ em đã bị chết vì nóng và ngạt thở trong xe hơi. Vì vậy cho nên việc giáo dục và dạy cho trẻ biết cách làm sao để thoát hiểm trong những trường hợp như vậy là vô cùng cần thiết. Và sau đây là những điều mà cha mẹ cần phải hướng dẫn cho trẻ những kỹ năng cơ bản khi mà gặp phải tình trạng bị bỏ quên trên xe một mình. Điều đầu tiên, nếu không may rơi vào trường hợp bị kẹt trong ô tô, phụ huynh nên khuyên trẻ cần bình tĩnh bởi gào thét và khóc lóc có thể khiến trẻ nhanh chóng mệt mỏi và kiệt sức. Thứ hai, xe ô tô khi không cắm chìa khóa và khi xe đã khóa thì vẫn có thể mở được từ bên trong tại vị trí của ghế lái. Hãy hướng dẫn con mình mở cửa từ vị trí này. Khi mở cửa mà không có chìa khóa, còi báo động chống trộm trên xe sẽ kêu lên. Ngoài ra, hãy dạy trẻ thử mở các cửa bởi nếu may mắn có thể một cánh cửa xe vẫn chưa được đóng kín, từ đó trẻ có thể thoát ra ngoài. Thứ ba, có một sự thật ít người biết rằng còi xe ô tô luôn hoạt động kể cả khi xe không khởi động. Khi bị bỏ rơi trên xe ô tô, trẻ cần đến vị trí vô lăng xe, tìm kiếm hình ký hiệu còi xe và nhấn liên tục để thu hút sự chú ý từ những người xung quanh. Thứ tư, trong trường hợp bất khả kháng, khi không thể tự mở cửa xe hay kêu gọi sự trợ giúp từ phía bên ngoài, trẻ có thể tìm các dụng cụ phá kính ô tô trong xe. Nếu trên xe không có dụng cụ phá kính, hãy dạy trẻ tìm các dụng cụ đồ vật khác để tìm cách phá kính và thoát ra. Và cuối cùng, hiện nay rất nhiều bậc phụ huynh đều trang bị cho con em mình các thiết bị di động, đồng hồ thông minh. Do đó hãy dạy bé kỹ năng liên lạc với cha mẹ hay người ngoài để tìm kiếm sự giúp đỡ. Ngoài các số điện thoại lưu trực tiếp trên điện thoại, cha mẹ cũng cần dạy các em gọi đến các số điện thoại của cảnh sát, cứu thương khi gặp phải sự cố. Như vậy là dù với bất cứ một lý do gì thì sự tắc trách cũng như là khe hở trong khâu quản lý đã dẫn đến một hậu quả vô cùng thương tiếc mà không thể nào mà cứu vãn được. Mong là các cơ quan chức năng sẽ vào cuộc nhanh chóng hoàn thành quá trình điều tra để phụ huynh học sinh, phụ huynh của cháu bé cũng như là dư luận đang vô cùng dậy sóng có được một câu trả lời thỏa đáng. Và đó là tất cả những thông tin chính thức tính đến thời điểm hiện tại mà S Channel tổng hợp được về vụ việc một bé trai học lớp 1 tại trường tiểu học Gateway bị bỏ quên trên xe đưa đón dẫn đến tử vong. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.